À rồi, Huy Cường Audio xin kính chào tất cả các bác. Thì hôm nay em có bác khách quen, thì bác có nâng cấp cái cặp dề loa Leotech, bác lên nâng cấp lên cặp Chambaron Music Way. Thì cái dòng này thì hôm nay em sẽ giới thiệu chi tiết cho tất cả các bác. Bác nào mà chưa biết được cái dòng sản phẩm cao cấp như thế này mà hôm nay bác nâng cấp lên, cái giá thành bác bán đi cực kỳ là tốt nha. Thì các bác cùng tham khảo chi tiết cái video ngày hôm nay nhá. Rồi, thì đây chính là một cặp dây nha. Đây chính là một cặp dây loa Leotech. Đây, tức là bốn sợi như thế này nó mới là hoàn thiện một cặp nha các bác. Vì dòng này nó là dòng dây đơn này, và các bác có thể thấy được dây đơn của nó này cực kỳ là to, rất là hầm hố nha. Bây giờ sẽ quay chi tiết cho các bác xem này. Đây. Đấy. Đấy, nhìn chưa? Đấy. Đây mới là hai sợi nhá. Đấy, hai sợi của nó này. Bây giờ em sẽ cầm chi tiết để em sẽ quay. Đây bác về bác dùng cũng khá là cẩn thận này. Đây là bác cái cuốn cuốn băng keo vào này. Đây nó là cuốn cái ni lông nha, không phải băng keo nha các bác. Đấy, em sẽ tháo ra cho các bác xem chi tiết về cái dòng dây loa này. Đấy, dây thì bác cái bảo quản rất là cẩn thận rồi. Đây, nó không bị chảy xước như thế này nha. Bây giờ em sẽ tháo ra cho các bác xem để các bác cùng tham khảo về cái dòng dây loa Leotech như thế này nhá. Đấy. Đặc biệt cái dòng này dây của nó lõi rất cực kỳ là to nha. Lõi cái dòng này nó lên đến 8.0 ly nha các bác. Đây. Đấy, các bác nhìn này. Đây chính là cái cục đây chính là cái lõi dây của nó này. Đây các bác nhìn này. Này các bác nhìn, lõi dây của nó này, lõi 8.0 ly. Đó, các bác nhìn thấy không? Đấy, này các bác nhìn này. Đây. Leotech. Đây chính là cục lọc nhiễu của nó nha. Đấy, dòng này của nó là dòng chống nhiễu hai chiều. Đây là các bác về các bác sử dụng, các bác có thể cắm bất cứ đầu nào cũng được nhá. Đầu rắc của nó là sử dụng bộ đầu rắc bắp chuối của Leotech như thế này. Hàng nguyên bản nguyên zin cho các bác chơi nha. Các bác nhìn chưa? Đó. À, các bác nhìn này. Đầu rắc bắp chuối thì tất cả đều được mạ vàng công nghiệp 24K hết 100%. Riêng cái dòng này cấu tạo của nó thì nó gồm 3 lớp chống nhiễu, 2 lớp cách nhiệt. Các bác có thể nhìn cái thân dây của nó này. Thì bên ngoài của nó là một lớp lưới này. Đấy, các bác nhìn này, đây bên ngoài lớp lưới đen này, bên trong của nó này. Đấy, các bác nhìn này, bên trong là những lớp vải này. Đấy, xong rồi mới đến những lớp cách nhiệt, những lớp cách chống nhiễu của dây nha các bác. Hãng này nó làm cực kỳ là tỉ mỉ, từ thân dây cho đến đầu rắc cực kỳ là hoàn thiện, rất là tinh tế. Đấy, các bác nhìn ra. Đó. Đây, đầu rắc của nó đây. Đây là bốn đầu rắc bắp chuối của nó này. Này các bác nhìn này. Tất cả đều mang tên thương hiệu Leotech và được sử dụng là vàng công nghiệp 24K ở đầu rắc bắp chuối như thế này, cho cái tiếp xúc cái chất âm nó đảm bảo tốt nhất có thể đến cái dàn âm thanh của tất cả bác, và nó sẽ không bị suy hao tín hiệu. Đấy, các bác có thể nhìn thấy đây chính là cái lõi dây của bên trong của nó, là các bác nhìn chưa? Đấy, các bác nhìn này. Đấy, bên ngoài của nó cũng là bọc lớp lưới vải này, lõi bên trong của nó này, lõi bên trong của thằng này của nó này các bác, ngay bên ngoài những lớp ánh bạc như này chưa, nó là những cái lớp giáp chống nhiễu của nó, lớp giáp chống nhiễu hai chiều cực kỳ là cao cấp và rất là tinh tế nha. Các bác có thể thấy được. Đó, đây chính là cái bộ dây loa Leotech. Còn riêng cái dòng này thì em đánh giá chất âm nó cực kỳ là hay. Nó rất là đều ba giải nha. Bác nào mà thích ba giải tốt này, trung trầm chép của nó là ra cái độ chi tiết và cái độ tách bạch của nó hay, thì các bác có thể tham khảo với cái dòng dây loa Leotech như thế này. Đánh cực kỳ là hay nha. Riêng cái dòng này thì các bác có thể phối ghép cùng với lại những cặp loa BV kép, những cặp loa Tannoy, những cặp loa JB. Đấy, loa Atec, loa vocal các bác có thể ghép và nó sẽ ra một cái chất âm rất là hoàn hảo nha các bác. Thì riêng cái bộ này của nó, đấy, nó sẽ gồm 4 sợi. Đây các bác nhìn chưa? Đấy, đây. Như thế này là nó mới là hoàn thiện là một cặp dây loa nha các bác nhìn chưa? Đấy, như này mới là hoàn thiện một cặp dây loa. Mỗi sợi đơn lẻ của nó. Đây các bác, em sẽ cầm một sợi đơn lẻ cho các bác xem nha. Đấy, mỗi sợi đơn lẻ của nó là lõi. Lõi thằng này là lõi 8.0 ly rồi. Đây các bác nhìn thấy dây thì siêu mềm dẻo nha. Đây, các bác nhìn thấy em cuộn nó rất là nhỏ vào này. Đây, đây em cuộn nó cực kỳ là nhỏ lại nha. À, các bác nhìn ra. Đó, cuộn rất là nhỏ lại. À, em sẽ tháo ra cho các bác xem. Đấy, bác về bác cuốn như này thì cũng rất là ok thôi. Khi các bác cuốn các bác sử dụng như thế này nha. Đó, thì nó sẽ không bị chảy xước ở cái đầu rắc như thế này. Đấy, đầu cục lọc nhiễu này. Đó, tất cả mang thương hiệu của Leotech. À, các bác nhìn ra. Cặp này rất là hầm hố, cực kỳ khủng nha. Đó, các bác nhìn ra. Mà đặc biệt là dây to nhưng mà rất là mềm dẻo, cực kỳ là dễ và cắm rút cho tất cả các bác nhá. 2,5 m một sợi, hàng nguyên bản 100% về cho tất cả các bác chơi. Nói về một cặp dây loa Leotech như này, nếu mà hàng mới của nó cũng phải trên 20 triệu nha các bác. Nhưng mà cặp này em về, đợt trước em về em bán các bác là nó chỉ có 17 triệu thôi. Bởi vì nó cũng là hàng xài lướt ở bên nước ngoài rồi. Đấy. Nhưng mà hôm nay là khách. Đấy.
à, chạy xước nhẹ này các bác nhìn ra đó, tại vì dây nó cũng là dây đã qua sử dụng ở bên nước ngoài rồi. Cực kỳ là chất lượng nha. Thì cái cặp này á là khách người ta xài và hôm nay bác ấy cầm ra bác nâng cấp. Đấy, bác nâng cấp cái cặp dây loa Leotech ở đây đó, bác nâng cấp lên. Giá của cặp này ngày hôm nay nó chỉ còn có 11 triệu nha. Đây là giá mà khách mong muốn và giá khách muốn nâng cấp nên là giá nó rất là rẻ. Để em và nói về cái mức giá này thì gần như là trong tầm giá không có một cái dây nào để so sánh được cái chất âm của cái dòng dây loa Leotech như này. Đấy là em khẳng định với tất cả các bác luôn nha. Mỗi vế là 2,5 m. Giá cặp này là nguyên bản, nếu mà em đang bán hàng em về em bán là cặp này là hôm bữa là bác lấy là 17 triệu, chính xác ra là bác ấy là lấy là 16.500.000 nha, thì em có bước cho bác 500.000 rồi. Đấy thì hôm nay là bác ấy nhờ bên em bán hộ cặp này là 11 triệu đồng đấy, để bác ấy nâng cấp và bác ấy chơi cặp Chamberlain hàng đẹp đấy là 28 triệu. Đó, còn em còn cặp Chamberlain một cặp hàng ở không được đẹp lắm thì cặp đấy nó 23 để bác ấy không lấy đấy, thì bác lấy cái cặp 28 triệu đó. Thì hôm nay là em cũng đăng lên cho khách, thì bác là có nhu cầu thì có thể alo cho em nhá. Cặp dây loa Leotech cực kỳ là chất lượng, rất là hiếm ở thị trường Việt Nam mình. Đấy thì bác là có nhu cầu hãy alo cho em qua số điện thoại 0775 264 888. Đó, em sẽ gửi hàng và miễn phí vận chuyển cho tất cả các bác nhá. Đấy, rất là đẹp luôn, các bác nhìn nhá. Đấy, cặp dây loa Leotech. Rồi thì hôm nay thì cũng có cái cặp dây loa Leotech của khách ấy, thì chủ nhật thì em tranh thủ đăng lên cho tất cả các bác đây. Thì bác là có nhu cầu hãy alo cho em nhé. Sau cùng thì em xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video kế tiếp ạ.